Xin chào quý vị khán giả. Nhất vị nhị hướng. Nếu nói bất động sản quan trọng nhất là vị trí thì căn nhà này là ví dụ điển hình cho điều đấy. Chúng ta sẽ chuẩn bị được xem một căn nhà có vị trí đắc địa nằm tại mặt phố Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Nhà thì nằm ngay gần ngã ba giao cắt Trung Hòa với Trung Kính, ngay sát trục Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. Xin mời quý vị anh chị cô bác cùng ngắm nhìn một chút về thiết kế mặt tiền, về diện mạo của căn nhà này. Đã từ lâu thì khu vực Trung Yên, Trung Hòa này đã nổi tiếng bởi cơ sở hạ tầng rất là đẹp. Không chỉ nhà mặt phố mà còn nhà trong ngõ nữa. Vỉa hè rộng, nhiều chỗ đỗ ô tô. Vì thế thì loanh quanh mấy con phố này đều là nơi mọc lên những cửa hàng kinh doanh cho phân khúc khách hàng cao cấp. Có lẽ cũng chính vì thế mà đây có rất nhiều nhà hàng cho khách nước ngoài, đặc biệt là nhà hàng Hàn Quốc. Vì thế thì cho thuê kinh doanh cũng được giá rất cao. Ngôi nhà này thì cũng thiết kế có cái hầm để xe nha quý vị. Thì em Thiện xin kính mời quý vị cùng di chuyển lên để quan sát các tầng trên. Ấn tượng ban đầu thì từ vật liệu đến trang trí đều rất là sắc nét, có phải không quý vị? Khu Trung Hòa Nhân Chính thì từng là biểu tượng, là hình mẫu đô thị một thời của thủ đô, giờ cũng không còn được như xưa nữa. Theo em thì là vì một phần diện tích đúng ra nên làm công trình công cộng, công trình cây xanh thì đã xây chung cư hết. Tuy nhiên thì khu phố Trung Hòa và các dự án chia lô thấp tầng này thì vẫn là một trong những con phố đẹp nhất, sầm uất nhất và có giá trị cao tại Hà Thành. Quý vị đang xem thì là cái sảnh tầng 1 của nhà. Đây là một căn nhà xây dựng 7 tầng có thêm một tung và một tầng hầm. Hiện trạng thì là nhà xây mới, chưa qua sử dụng. Diện tích thì là 100m² một sàn, mặt tiền thì là 5m3. Về thiết kế thì cơ bản từ tầng 5 trở xuống là thông sàn, có thang máy và thang bộ ở phía cuối. Tầng 6 thì là 2 phòng ngủ và vệ sinh. Tầng 7 thì là phòng khách và bếp liền nhau. Trên cùng thì là tum và sân thượng. Về pháp lý thì quý vị hoàn toàn yên tâm. Rất sạch sẽ, có sổ đỏ chính chủ, sổ đỏ riêng. Khi xây dựng thì có giấy phép xây dựng và bản vẽ chi tiết đầy đủ. Nhà thì có thuê thiết kế riêng. Về nội thất thì nhà có đầy đủ đồ cơ bản, với điều hòa đủ các tầng và các phòng. Đây, từ tầng 5 trở xuống thì đều giống tầng này. Xin mời quý vị cùng xem. Hệ thống phòng cháy chữa cháy và điện nước được làm rất là kỹ và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Tất cả cái quá trình xây dựng nhà thì đều được giám sát chặt chẽ và đảm bảo chất lượng. Căn nhà này thì có hướng thuộc Tây Tứ Trạch. Quý vị anh chị có nhu cầu tìm mua nhà mặt phố, nhà trong ngõ và cần tham khảo nhiều nhà đẹp Hà Nội thì xin liên lạc trực tiếp cho em Thiện theo số điện thoại là 0962 802 792. Xin trân trọng cảm ơn và xin kính mời quý vị xem tiếp video em có quay chi tiết các tầng trên ạ.